Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng là tỉnh duy nhất của Tây Nguyên có huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn vận tải đường bộ. Nông dân Lạc Dương hướng tới sản xuất xanh. Mối lo từ tua không đồng. Kinh tế chia sẻ trong kỷ nguyên 4.0. Hệ lụy từ xe chở cát quá tải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, số liệu mới nhất từ Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng cho thấy, đến nay, toàn tỉnh hiện có 77 trên 116 xã và huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 66,38% số xã. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh huy động được hơn 57.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước gần 7 tỷ đồng, chiếm gần 12%, vốn tín dụng hơn 36 tỷ đồng, chiếm gần 60%. Tổ chức doanh nghiệp gần 5.000 tỷ đồng, chiếm gần 10%. Vốn đóng góp của cộng đồng dân cư gần 10.000 tỷ đồng, chiếm gần 19%. Như vậy, có thể thấy, điểm này, Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu Tây Nguyên về kết quả xây dựng nông thôn mới, là tỉnh duy nhất của khu vực có huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, đang cùng 4 huyện trong cả nước thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Lâm Đồng cũng là một trong 26 tỉnh toàn quốc không có nợ đọng nông thôn mới. Tính đến cuối tháng 9 năm 2018, tổng số diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh là trên 100.000 hectare, đạt 77,7% so với kế hoạch năm và giữ mức tương đương so với cùng kỳ. Tuy diện tích sản xuất một số cây trồng giảm, nhưng nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là đối với cây trồng hàng năm. Cùng với đó là việc chuyển đổi giống cây trồng đã tạo ra mức tăng nhanh về năng suất, chất lượng, số diện tích cho thu hoạch tăng cao. Cụ thể như cây bắp giảm 6,9% diện tích gieo trồng nhưng đạt sản lượng hơn gần 57.000 tấn, tăng 50,3%. Hay hoa các loại với diện tích gieo trồng giảm 7,5% nhưng sản lượng đạt tới trên 2 tỷ cành, tăng 83,8%. Bên cạnh đó, diện tích rau các loại cho thu hoạch gần 40.600 hectare với sản lượng đạt trên 1,3 triệu tấn, tăng 13%. Sau một năm triển khai thực hiện, đề án thí điểm hỗ trợ cho các tổ hợp tác sản xuất và chăn nuôi dưới hình thức vốn quay vòng từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp của huyện Lâm Hà. Với sự hưởng ứng tích cực của người dân và đem lại hiệu quả thiết thực, năm 2018, địa phương tiếp tục phân bổ gần 2 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Theo đó, đến nay, huyện Lâm Hà đã giải ngân 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho các nhóm hộ, tổ hợp tác vay vốn đầu tư sản xuất 82 mô hình như trồng dâu, chăn nuôi tằm, chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, sản xuất rau hoa công nghệ cao, sản xuất tiêu. Cùng với việc hỗ trợ nguồn vốn, ngành chức năng, phòng nông nghiệp, Hội Nông dân Lâm Hà còn tổ chức cho bà con nông dân tham quan thực tế các mô hình nhằm học tập kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả hơn. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay các cơ sở đã thiết kế và quản lý vườn ươm theo đúng quy trình hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, đã thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở. Để nâng cao năng lực cho các cơ sở vườn ươm sản xuất cây giống họ Cà khỏe, sạch bệnh, đạt tiêu chuẩn xuất vườn, vừa qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp các huyện Đơn Dương, Đức Trọng khảo sát chọn 3 vườn ươm và hướng dẫn các vườn ươm về thiết kế vườn ươm, quy trình sản xuất cây giống, kiểm soát chất lượng cây giống đảm bảo sạch bệnh. Đến nay, các cơ sở đã thiết kế và quản lý vườn ươm theo đúng quy trình hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng và đã thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở. Hiện nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tiếp tục thực hiện mô hình hỗ trợ lưới chắn côn trùng, lưới chắn nắng với quy mô 4.000 m2 để hiện đại hóa khâu sản xuất giống, hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế và kiểm soát chất lượng cây giống, đảm bảo sạch bệnh, đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Nằm trong kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 là trên 271 tỷ đồng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng vừa thực hiện chi trả theo phương thức tạm ứng gần 30 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng quý 3 cho 16 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí này được thực hiện chi trả cho đơn vị thấp nhất hơn 71 triệu đồng, đơn vị cao nhất gần 8,6 tỷ. Với thực tế thu và tỷ lệ thu từ các nguồn của ba đối tượng thủy điện, nước sạch và du lịch trên địa bàn Lâm Đồng, hiện nay năm 2018, tổng dự toán thu tiền dịch vụ môi trường rừng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt là 288 tỷ. Tăng thêm khoảng 100 tỷ so với năm 2017.
Việc chi trả và đảm bảo nguồn thu đã kịp thời thực hiện tốt chính sách dịch vụ môi trường rừng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng rừng và ổn định diện tích rừng quản lý hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, nông dân là chủ nhân của những mảnh vườn, đó cũng là sinh kế cả đời của họ. Vì vậy, không ai khác, chính những người nông dân sẽ tự chọn phát triển bền vững gắn với lợi ích đời sống của mình. Sau nhiều năm canh tác theo kiểu cũ, ít chú trọng đến việc bảo vệ đất và sức khỏe, nhiều nông dân ở Lạc Dương hiện nay đã thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất. Đó là sản xuất an toàn, hạn chế tối thiểu, việc sử dụng các hóa chất độc hại, tạo môi trường sống và canh tác xanh. Canh tác hoa hồng trong nhà kính, loài cây khá nhạy cảm với thời tiết, dễ bị nấm bệnh, phải thường xuyên phun thuốc. Nhưng khi bước vào vườn hồng của chị Nguyễn Thị Phượng, thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, không có không khí ngột ngạt bởi mùi các loại hóa chất trừ sâu bệnh. Chị Phượng cho biết, gần 10 năm qua, chị đã chuyển sang kiểu canh tác thân thiện với môi trường. Trước đây mình cũng dùng hóa học nhiều chứ, nhưng mà mình thấy dễ sự như cây thì nó khó lên hơn. Nói chung là dùng sinh học thì cây nó dễ lên hơn. Mình theo như mình thấy là nó không bị chết đất á. Mình thay đổi từ hồi mình còn làm rau á, mình còn làm rau màu ở ngoài trời á, mình thấy cái sinh học nó mát cây nó dễ lên thì mình làm thôi. Còn cái thuốc cỏ cũng vậy, mình cũng dùng sinh học mình thôi. Ngoài việc không dùng các thuốc trừ sâu bệnh bằng hóa học, khu vườn này còn không sử dụng thuốc diệt cỏ nhiều năm nay, mà chỉ làm cỏ theo kiểu thủ công, dù chi phí cao hơn nhưng giảm độc hại cho đất, cây trồng và hệ sinh thái của vườn. Cũng như chị Phượng, anh Nguyễn Ngọc Linh ở thị trấn Lạc Dương cũng chọn các chế phẩm sinh học để canh tác trên mảnh vườn của mình. Anh cho biết việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong trừ nấm bệnh trên cây trồng sẽ có tác dụng chậm hơn so với các chế phẩm hóa học. Tuy nhiên, nếu có kinh nghiệm, nông dân sẽ chủ động phòng sâu bệnh hiệu quả hơn việc xử lý sâu bệnh bùng phát. Cái tốc độ xử lý của chất hóa học nó nhanh hơn, nó cứu kịp cái cây của mình. Ví dụ như những con sâu keo hoặc là sâu xanh da lá thì mức độ tàn phá của nó nhanh như con tầm. Nếu mình không sử dụng thuốc hóa học cho nó chết ngay tức khắc thì 5 ngày sau cái cây nó mới chết thì cây mình nó cũng chết mất rồi. Cái khả năng tích lũy của mỗi người, ví dụ như anh thì anh thấy những cái con bướm đẻ trứng nó vừa xuất hiện thì anh biết rằng khoảng 5 ngày sau sẽ có sâu, thì lúc đó mình canh ngày sâu nở, mình sử dụng sinh học là nó sẽ chết ngay tại con sâu rất non. Xưa nay người nông dân vốn loay hoay tìm cách phát triển kinh tế, ít chú trọng tới việc đảm bảo môi trường và quan tâm tới sự tác động của các hóa chất độc hại tới sức khỏe. Nhưng nay với việc canh tác ngày càng mở rộng, lượng hóa chất sử dụng trong nông nghiệp ngày càng nhiều, gây ra hệ lụy đối với môi trường, sức khỏe, nên việc thay đổi nhận thức trong canh tác là điều rất cần thiết. Nói chung là kinh nghiệm của mỗi người thôi, chứ còn mình không biết, cái lựa chọn thì mình không biết. Theo như mình thì lâu nay là mình toàn lựa chọn dòng sinh học mình. Con người thì thấy nó cũng khỏe mạnh hơn đó, nói chung là nó không hay bị bệnh viêm phổi hay viêm phế quản nhiều hơn hồi trước đó. Canh tác xanh thân thiện với môi trường là xu hướng tất yếu nông dân phải hướng tới. Nhưng với áp lực phát triển kinh tế, đòi hỏi nông dân phải đặt lợi ích lên trên hết, nên canh tác liên tục trên một đơn vị diện tích đất rất phổ biến. Dùng các loại phân hóa học để tăng năng suất đã cho đất dần thoái hóa, nhiều loại sâu bệnh phát triển mạnh. Để khắc phục tình trạng này, nông dân phải dùng các loại thuốc trừ sâu bệnh hóa học có tác dụng nhanh và mạnh để khắc phục. Vì vậy, làm cho môi trường đất, môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm hơn. Đã nhiều nông dân nhận ra thực trạng này, nhưng việc thay đổi hình thức canh tác bền vững vẫn còn hạn chế. Nhưng trong thực tế, hiệu quả của hình thức canh tác thân thiện với môi trường đã được minh chứng bởi những nông dân thực sự coi mảnh vườn của mình là tài sản vô giá. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Tập trung đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn vận tải đường bộ tại các địa phương trong tỉnh. Lâm Đồng hỗ trợ 29 tỷ đồng sửa chữa các công trình hồ chứa và đập thủy lợi.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lực lượng công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, các sở ngành, cơ quan đơn vị liên quan tổ chức các đợt cao điểm xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với người và phương tiện trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 20, 27, 27C, các điểm xe dù bến cóc đang hoạt động tại các địa phương, tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, kiểm tra việc thực hiện quy định về điều khiển kinh doanh vận tải kết hợp với phân tích dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, khẩn trương rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định về trật tự vận tải hành khách đến các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị địa phương nếu để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc trên tuyến đường, địa bàn quản lý, đồng thời báo cáo kết quả việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện các cơ quan chuyên môn đang triển khai lập kế hoạch sửa chữa cấp bách các công trình hồ chứa đập thủy lợi trên địa bàn với tổng kinh phí 29 tỷ đồng. Cụ thể, mức kinh phí hỗ trợ các địa phương để sửa chữa các công trình gồm hồ chứa nước 3 tháng 2, hồ chứa nước 1019 huyện Di Linh là 11 tỷ đồng, hồ chứa nước thôn 9 và hồ chứa nước thôn 12 thành phố Bảo Lộc 10 tỷ đồng, hồ chứa nước Phước Trung huyện Cát Tiên được bố trí 3 tỷ đồng, hồ chứa nước thôn 10 huyện Đạ Tẻ 5 tỷ đồng. Để đảm bảo giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách dự phòng của Trung ương năm 2018 phân bổ cho Lâm Đồng, Ủy ban dân tỉnh giao sở ngành địa phương khẩn trương phối hợp thực hiện kế hoạch sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn các hồ đập nêu trên. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có 430 công trình thủy lợi, trong đó có 220 hồ chứa, 87 đập dân, 19 trạm bơm, 92 đập tạm và 12 kênh dẫn nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết từ ngày 15 tháng 11, Nghị định 127 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục bắt đầu có hiệu lực. Nội dung nghị định nêu rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đảm bảo đủ biên chế công chức quản lý giáo dục, đủ số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, tiến tới tổ chức học 2 buổi một ngày đối với giáo dục phổ thông. Nghị định cũng nhấn mạnh chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cho phép thành lập quyết định sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập. Đồng thời, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức đăng ký huy động tối đa người trong độ tuổi đi học, đảm bảo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời. Ngày 27 tháng 10, trại giam Đại Bình thuộc cục C10 Bộ Công an tại thôn 11, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đã tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ 8 và phát động ủng hộ quỹ Tấm lòng vàng năm 2018. Trong thời gian qua, trại giam Đại Bình luôn chú trọng đến công tác giáo dục phạm nhân, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thường xuyên duy trì các hoạt động giáo dục bổ trợ như tổ chức các hoạt động phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn của đất nước, phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, thắp sáng ước mơ hoàng lương, hội lứa trại cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, rèn luyện sức khỏe cho phạm nhân. Bên cạnh đó, trại giam Đại Bình còn làm tốt công tác tổ chức học tập, lao động sản xuất và dạy nghề cho phạm nhân, thành lập các xưởng lao động để giúp các phạm nhân sau khi được học nghề có thể áp dụng vào thực tiễn lao động sản xuất, đồng thời tạo điều kiện cho phạm nhân có tay nghề khi hết án tái hòa nhập cộng đồng. Hội nghị gia đình phạm nhân được tổ chức hàng năm là diễn đàn giao lưu, gặp gỡ, trao đổi và tạo thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa gia đình phạm nhân và các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương với cán bộ chiến sĩ của đơn vị, hiểu hơn về chế độ chính sách của phạm nhân khi đang chấp hành án phạt. Từ đó giúp thân nhân yên tâm hơn về môi trường sống, cải tạo của người thân, nhắc nhở khuyên bảo phạm nhân cố gắng phấn đấu, cải tạo thật tốt, đồng thời động viên tinh thần, giúp phạm nhân có thêm tinh thần động lực vượt qua khó khăn, chấp hành tốt nội quy trại giam để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước về giảm án, tha tù hay đặc xá. Dịp này, trại giam Đại Bình đã vận động các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, thân nhân gia đình phạm nhân và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ Tấm lòng vàng để hỗ trợ giúp đỡ cho những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, không có thân nhân đến thăm gặp. Trong 2 năm qua, quỹ Tấm lòng vàng do đơn vị phát động quyên góp ủng hộ với số tiền gần 150 triệu đồng.
Trại giam Đại Bình cũng đã trao giấy chứng nhận cho các phạm nhân có thành tích cải tạo lao động tốt, tặng 50 suất quà từ quỹ Tấm Lòng Vàng cho các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 28 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, Quỹ Học bổng Ánh Dương phối hợp với Hội Khuyến học thành phố Đà Lạt trao 223 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, với tổng số tiền trên 225 triệu 300 ngàn đồng. Trong đó trao cho 102 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở của 4 huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông, mỗi suất 800 ngàn đồng. Ở thành phố Đà Lạt trao 54 học sinh cấp trung học cơ sở, mỗi suất 800 ngàn đồng. 48 học sinh trung học phổ thông, mỗi suất 1 triệu đồng và 19 sinh viên cao đẳng đại học, mỗi suất 2 triệu đồng. Được biết, Quỹ học bổng Ánh Dương đã đồng hành với học sinh sinh viên từ Lâm Đồng được 14 năm và từ 114 suất học bổng ở những ngày đầu, thì đến nay, con số ấy đã tăng lên gần 5.000 suất với tổng số tiền được trao hơn 3 tỷ 680 triệu đồng. Với quyết tâm không để một trường hợp nào phải nghỉ học giữa chừng vì điều kiện kinh tế khó khăn, Quỹ học bổng Ánh Dương đã kịp thời giúp các em có một khoản kinh phí để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập trong suốt chặng đường học vấn. Năm nay, ngoài chương trình trao học bổng, Quỹ học bổng Ánh Dương còn được sự đồng hành hỗ trợ từ Quỹ tình nguyện Chung tay vì cộng đồng, đã trao tặng các thiết bị hỗ trợ học tập cần thiết cho trường khiếm thính Lâm Đồng, Hội người mù tỉnh, lớp học tình thương và tổ chức chương trình giao lưu vì cộng đồng, dạy các kỹ năng sống cho các em học sinh. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2018, chế độ hỗ trợ đối với người hiến máu, bao gồm cả hiến máu lấy tiền và hiến máu tình nguyện, không lấy tiền, sẽ được áp dụng theo thông tư 20 sửa đổi thông tư 05 của Bộ Y tế. Cụ thể, người hiến máu toàn phần tình nguyện được lựa chọn nhận quà tặng là dịch vụ khám chữa bệnh, thay vì chỉ được nhận quà tặng bằng hiện vật như trước đây. Giá trị tối thiểu của quà tặng như sau: 100.000 đồng đối với người hiến một đơn vị máu thể tích 250ml, 150.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 350ml, 180.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 450ml. Thủ trưởng của đơn vị tiếp nhận máu có trách nhiệm công khai danh mục các dịch vụ và mức giá của từng dịch vụ để người hiến máu lựa chọn. Cũng theo thông tư này, người hiến máu toàn phần lấy tiền được chia tiền trực tiếp như sau: 195.000 đồng đối với người hiến một đơn vị máu có thể tích 250ml, 320.000 đồng đối với người hiến một đơn vị máu có thể tích 350ml, 430.000 đồng đối với người hiến một đơn vị máu có thể tích 450ml. Mức chi bình quân tối đa đối với ăn uống tại chỗ của người hiến máu là 30.000 đồng một người một lần hiến máu. Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020. Sáng nay ngày 28 tháng 10, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức giải cầu lông bóng bàn thanh niên năm 2018 với sự tham gia của hơn 100 vận động viên và đông đảo cổ động viên đến từ 6 đoàn trường đại học cao đẳng trong tỉnh. Giải đấu gồm các nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Theo ban tổ chức giải đấu lần này, các vận động viên có lối đánh đa dạng, chất lượng chuyên môn cao và đều. Trong giải đấu đã xuất hiện nhiều cây vật trẻ có lối đánh tốc độ hiện đại, đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, lôi cuốn. Hoạt động trên đã thể hiện tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ, góp phần xây dựng lớp thanh niên ngày càng phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, có lối sống lành mạnh, đồng thời duy trì phát triển phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước trong thanh thiếu niên toàn tỉnh. Trước đó, tối ngày 27 tháng 10, Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình lễ hội Halloween 2018 cho hơn 1.000 học sinh phụ huynh của lớp năng khiếu, đội chuyên và thành phần thu hút tự nhiên tham dự khán chương trình. Lễ hội bắt đầu với trò chơi truyền thống Halloween, cuộc thi hóa trang cùng với những tiết mục văn nghệ như vũ điệu Halloween, trống hội Halloween, Go Away, v.v. do các lớp học tiếng Anh biểu diễn đã tạo cho đêm hội một không khí đầm ấm. Lễ hội Halloween có nguồn gốc từ Ireland, diễn ra vào buổi chiều tối cho tới 12 giờ đêm ngày 31 tháng 10 dương lịch. Trong dịp này, trẻ em mặc y phục Halloween, cầm theo lồng đèn làm bằng vỏ quả bí ngô, đục theo mặt người để ánh sáng xuyên ra ngoài, đi đến từng nhà, gõ cửa để nhận kẹo và những lời chúc tụng. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin tối nay: những tác động từ tour du lịch giá rẻ không đồng, kinh tế thế giới chia sẻ trong kỷ nguyên 4.0. Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là gần 28 tỷ đô la Mỹ, bằng gần 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 2.458 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới là 15 tỷ đô la Mỹ, 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư
với tổng vốn đăng ký thêm 6,5 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong 10 tháng năm nay, cả nước có 5.342 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,8% so với cùng kỳ 2017. Hiện đang có 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất, tiếp theo là Hàn Quốc và Singapore. Cũng trong 10 tháng qua, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong số các doanh nghiệp nông nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2018, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân đạt 20,6 tỷ đồng một doanh nghiệp, cao hơn hẳn mức chung của cả nước là 10,2 tỷ đồng trên một doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp lớn và tâm huyết đầu tư vào nông nghiệp. Năm 2016, cả nước có 4.600 doanh nghiệp nông nghiệp. Đến tháng 8 năm nay, con số này đã tăng lên 8.420. Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm nay, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân đạt 20,6 tỷ đồng trên một doanh nghiệp, cao hơn mức chung của cả nước, đạt 10,2 tỷ đồng trên một doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ nét kết quả thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tăng cả về số lượng và chất lượng. Với niềm đam mê về trái cây, anh Nguyễn Văn Cường ở xã Nâm Nung, huyện Krông Nô đã theo đuổi mô hình trồng tổng hợp các loại cây ăn trái với khởi điểm là ổi xá lị. Sau 6 năm, mô hình đã khẳng định đi đúng hướng và thành công với thu nhập khá cao trên một đơn vị diện tích. Đây là vườn ổi đang vào mùa thu hoạch năm thứ 5 của anh Nguyễn Văn Cường. Ổi được trồng xen trong một hecta cà phê, nhưng mỗi năm thu được hơn 30 tấn ổi thương phẩm. Với giá dao động từ 9 đến 15 ngàn đồng một ký, mỗi năm anh Cường thu nhập trên 250 triệu đồng sau chi phí. Anh Cường cho biết cũng đã nhiều lần thất bại với cây ổi, nhưng anh vẫn không nản chí. Tích lũy kinh nghiệm từ lần trồng trước, lần thứ hai, lần thứ ba thì anh đã thành công khi chọn được giống ổi chất lượng, nắm vững kỹ thuật canh tác, cho ra quả ổi sạch, thơm ngon, tiếp cận được thị trường trong và ngoài tỉnh. Cái vùng đất trên này thì cái ổi này nói chung nó làm thì nó khó hơn là ở miền Đông. Miền Đông thời tiết nó nóng, ổi nó ưa nóng, nó khó hơn cái mùa tháng 10, mùa Noel lạnh ấy. Thì nó thường thường nó thiếu cái canxi gì, nó hay bị thối trái. Cái đấy mình phải bổ sung thêm canxi cho nó, như kiểu là vi sinh là thuộc dạng xài nhiều. Chứ còn xài hóa học như miền Đông là nó thối trái. Thành công với cây ổi đã thôi thúc anh thử nghiệm những loại cây ăn trái khác. Trên diện tích cà phê còn lại, anh thử nghiệm các loại cây ăn trái chất lượng cao như sầu riêng, đu đủ, mít thái, măng cục, v.v. Bằng niềm đam mê, anh Cường vẫn kiên trì bám vườn, yêu cây và đến nay vườn cây đã cho quả. Thấy khí hậu với này, cái vùng đất Tây Nguyên như cái vùng đất Nam Nung mình đây, thấy trồng cây gì nó nên phát triển cũng tốt. Chứ cây gì nó phát triển cũng nói chung là hơn miền Đông. Chất lượng thì nó ngọt hơn là miền Đông. Tại như cái mình thấy là cái được ăn như cái mít, cái ổi. Tại thì ở dưới miền Đông thường dạng ổi là nhiều, nhưng mà mỗi lần về là anh em dưới cứ mang ổi trên này về ăn. Nó chất lượng nó ngon, ngọt hơn. Đây là mô hình cây ăn trái đầu tiên được thực hiện thành công với hiệu quả kinh tế cao ở Nâm Nung. Hội nông dân xã Nâm Nung đã phối hợp tổ chức các hội thảo đầu vườn để hội viên tham quan học hỏi và nhân rộng. Trong 3 năm trở lại đây thì nhân rộng rất nhiều mô hình. Và đặc biệt hầu như bây giờ bà con đã giác ngộ được là qua cái thời gian mà tiêu hạ 2 năm trở lại đây thì đa số bây giờ người dân khoảng cỡ 400-500 hộ nông dân đã bắt đầu xen canh cây ăn trái vào cây cà phê, và có một số là trồng dây đặc, chẳng hạn như một số khu vườn bên kia bây giờ họ trồng nguyên luôn đó. Thì tôi rất mong rằng là họ sẽ liên kết với nhau để học hỏi qua anh Cường và một số mà tôi chưa đưa được đấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức đầu vườn để cho bà con từ đó nhìn và học hỏi và cách chăm sóc để nhân rộng mô hình. Và đây là một cái thương hiệu có thể là cây ăn trái của đất Nâm Nung là sẽ càng ngày càng lớn mạnh, và chúng tôi sẽ thành lập cái hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm và vận chuyển đi xuất nhập khẩu. Bằng niềm đam mê, anh Nguyễn Văn Cường đã trở thành nông dân tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy được giá trị tiềm năng của đất đai, là hình mẫu để những bà con nông dân học tập kinh nghiệm, đổi mới cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập. Du lịch giá rẻ, tour không đồng đang góp phần đáng kể vào mức tăng trưởng lượng khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Tuy nhiên, những hệ lụy của loại hình tour này cũng đang khiến cơ quan quản lý nhà nước đau đầu, trong đó có tình trạng cạnh tranh không bình đẳng, làm giảm sút chất lượng và hình ảnh điểm đến. Công ty cổ phần du lịch Việt Nam là một trong hơn 40 doanh nghiệp lữ hành đang khai thác thị trường khách Trung Quốc tại Đà Nẵng. Dòng khách Hoa ngữ chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu khách và mang lại doanh thu không nhỏ cho công ty. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng gặp khó khăn khi cạnh tranh với những đơn vị khai thác loại hình tour không đồng.
Những đơn vị mà báo cáo thuế thì đồng thời phải báo cáo luôn cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Mà nếu mà những đơn vị kia mà họ trốn thuế VAT thì họ trốn luôn cả thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì nhà nước chúng ta bị thiệt hại cả hai, mà các đơn vị kinh doanh chân chính thì lại không cạnh tranh nổi. Với thành phố Đà Nẵng thì Trung Quốc là thị trường nguồn gửi khách lớn về số lượng và khả năng chi tiêu với tốc độ tăng trưởng khoảng 30-40% mỗi năm. Trong khi tour giá rẻ là xu hướng cạnh tranh của kinh tế thị trường thì đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải kiểm soát được chất lượng dịch vụ và khâu thanh toán, chống thất thu thuế, bảo vệ quyền lợi của khách du lịch và hình ảnh điểm đến. Tăng về mặt số lượng thì rất là ấn tượng rồi, nhưng mà về cái mặt chất lượng ở đây tôi muốn nói là về mặt doanh thu, về mặt thu nhập. Những cái doanh nghiệp làm ăn mà uy tín, làm ăn đàng hoàng thì người ta cũng gặp khó khăn trong vấn đề cạnh tranh. Cạnh tranh ở đây là kể cả số lượng, rồi kể cả chất lượng nó cũng đi xuống. Mà đặc biệt là cái ảnh hưởng lớn nhất đó là cái môi trường và cái uy tín du lịch của thành phố Đà Nẵng. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan tăng cường phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để thực hiện hiệu quả đề án chống thất thu thuế. Sở Du lịch cũng đã phối hợp cùng với lại các ngành để tiến hành kiểm tra, thanh tra liên ngành các cái doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố. Cục thuế cũng đã triển khai rất là nhiều các cái đợt thanh kiểm tra để kiểm tra các cái giao dịch của các cái doanh nghiệp. Thực tế, cơ quan thuế chỉ nắm doanh thu trên cơ sở tự hạch toán kê khai của doanh nghiệp. Điều này đã và đang bị một số doanh nghiệp lợi dụng để trốn thuế. Do đó, chính quyền Đà Nẵng cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn lắp máy tính tiền, đảm bảo công khai minh bạch nguồn thu. Bước vào thời kỳ công nghệ kỹ thuật số, nhiều công ty khởi nghiệp đã ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế chia sẻ và tận dụng các phương tiện giao thông nhàn rỗi. Tuy nhiên, việc quản lý những công ty như thế này vẫn đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tận dụng những chiếc xe ô tô nhàn rỗi kết hợp thế mạnh công nghệ, Turo, một startup nổi tiếng tại Mỹ thành lập năm 2009, đã làm thay đổi cách mà mọi người thuê xe và sở hữu xe dựa vào nền tảng chia sẻ xe hơi theo hình thức ngang bằng. Nếu bạn sở hữu một chiếc xe ô tô nhưng bản thân không sử dụng được nhiều, bạn có thể chia sẻ nhu cầu với những người đang cần chúng. Nhờ đó bạn sẽ có thêm được khoản thu nhập từ dịch vụ này. Số lượng xe lưu thông trên đường phố sẽ không tăng lên vì chúng tôi kết nối những chiếc xe đang có sẵn và rất nhiều dòng xe để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Mô hình này cho phép khách hàng trải nghiệm mang tính cá nhân, có thể chọn một chiếc Tesla hào nhoáng hay đơn giản chỉ là một chiếc bán tải Ford F-150 để chở đồ. Kể từ khi ra đời, Turo đã có mức doanh thu tăng lên nhanh chóng và sở hữu 10 triệu người dùng F. Tôi vừa trải nghiệm dịch vụ cho thuê xe nhàn rỗi của Turo. Đây là một ứng dụng tuyệt vời. Tôi đang thông tin lên app và lập tức tìm được chiếc xe mình mong muốn. Rất đơn giản và tiện lợi. Turo cho phép 200 thành viên sở hữu xe hơi có thể đăng thông tin trực tuyến và cho thuê chúng chỉ với giá khoảng $10 một ngày. Turo giúp các chủ xe tận dụng tối đa công suất và tạo lợi nhuận. Tuy nhiên, những công ty như Turo đang tạo nên một làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ đối với các công ty cho thuê truyền thống. Những công ty khởi nghiệp về kinh tế chia sẻ đang bùng nổ ngày một nhanh chóng. Thế nhưng, hiện nay hệ thống pháp lý chưa theo kịp khiến cho việc hoạt động của các công ty này khó kiểm soát. Điều này khiến nhiều công ty truyền thống không cạnh tranh được, dẫn đến phá sản. Công nghệ đã len lỏi và tác động rất nhiều vào các ngành kinh tế trên thế giới, thay đổi thói quen mua bán sản xuất. Kinh tế chia sẻ là một trong những loại hình kinh tế thấy rõ nhất sự dịch chuyển, không chỉ ô tô mà còn là nhà ở, xe đạp, xe scooter điện. Công nghệ giúp tạo ra một mô hình kinh tế thông minh và tiện dụng. Cũng như nhiều startup khác, giám đốc công ty Turo cho biết họ là công ty công nghệ, không phải là một công ty cho thuê xe, bởi họ không sở hữu bất cứ chiếc xe nào. Do đó, Turo cũng không chịu sự điều chỉnh pháp lý liên quan giống như một số công ty truyền thống. Điều này đến nay vẫn đang gây tranh cãi trong cộng đồng các doanh nghiệp truyền thống. Trong 5 năm qua, thủ đô Moscow của Nga đã phải đóng cửa 24 bãi chôn rác do quá tải và nguy hiểm. Trong khi đó, vẫn còn 15 núi rác khác vẫn đang phải nhận rác thải chưa qua phân loại. Bên cạnh đó, việc thông qua dự án xây dựng 5 nhà máy sản xuất điện từ đốt rác thải lại vấp phải sự phản đối của cư dân. Gánh nặng về rác thải đang đè nặng lên vai nước Nga. Khu vực xử lý rác thải này chỉ là một trong hàng chục địa điểm tương tự khắp thủ đô Moscow đang bị cáo buộc gây ô nhiễm không khí và nguồn nước.
quyết định thay thế các bãi thải bằng lò đốt rác của chính phủ cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân. Chúng tôi muốn chính phủ phải có trách nhiệm trong vấn đề này, chứ không phải chỉ đơn giản là xây dựng một lò đốt sẽ tiêu hủy những loại rác vốn có thể được tái chế, cũng như thải ra môi trường những loại chất gây ô nhiễm và giết chết tất cả sinh vật. Việc tái chế rác thải ở Nga vẫn còn rất hạn chế, khi chỉ chiếm khoảng 6% lượng rác thải. Hầu hết rác thải sinh hoạt của người dân sẽ đổ ra các bãi tập kết hoặc đưa vào lò đốt. Rác thải từ các hộ gia đình thường không được phân loại, chai nhựa, giấy, thực phẩm đều được cho vào một chiếc túi ni lông và đổ vào thùng. Còn nếu muốn phân loại rác thải thì sao? Tôi sẽ phải đi một quãng đường 3 km và mất tới 15 phút. Các nhà hoạt động cho rằng một phần nguyên nhân của tình trạng này là quy trình tái chế rác thải ở Nga không mang lại lợi nhuận, cũng như không nhận được sự quan tâm của phía chính quyền địa phương. Mọi người không nhận thấy tầm quan trọng của việc tái chế rác thải vì họ thiếu thông tin. Trên báo đài không có những thông tin như vậy. Tôi từng sống gần mỗi bãi tập trung rác thải trong 5 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, chưa bao giờ tôi nhận thấy sự lưu tâm của quan chức địa phương. Để trấn an tâm lý lo ngại của người dân, chính quyền Moscow khẳng định những nhà máy sản xuất điện từ đốt rác thải không tạo ra bất cứ mối nguy nào. Bằng chứng là 500 nhà máy điện tương tự đã được xây dựng ở nhiều quốc gia khác. Ở nhiệt độ đốt cháy 1.260 độ C, hầu hết các chất hóa học nguy hiểm đều bị phá hủy trong lò phản ứng. Thành phố Southampton của Anh đang đưa vào thử nghiệm loại xe bus mới có khả năng lọc sạch không khí trong khi di chuyển. Nếu thử nghiệm thành công, công nghệ và hệ thống lọc này sẽ được triển khai trên cả nước. Sáng kiến này do Go Ahead, một trong những nhà điều hành xe bus tàu hỏa lớn nhất nước Anh thực hiện. Đây được xem như một biện pháp đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí trong thành phố. Xe buýt không chỉ là một giải pháp để giải quyết vấn nạn tắc đường, mà nó cũng là giải pháp giúp cải thiện chất lượng không khí, giúp không khí của cả thành phố trở nên trong lành hơn. Được đặt tên là Blue Star, chiếc xe buýt này được trang bị một hệ thống lọc không khí trên đỉnh xe. Trong khi xe di chuyển, hệ thống lọc cũng đồng thời hoạt động. Bộ lọc có khả năng loại bỏ đến 99,5% các hạt bụi phân tử siêu nhỏ. Trong một năm, nó có thể lọc sạch khoảng 20 triệu mét khối không khí. Đợt thử nghiệm sẽ kéo dài 3 tháng. Hiệu quả của chương trình sẽ được đánh giá thông qua kết quả hoạt động của hệ thống lọc và kết quả quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí. Facebook, nhà cung cấp mạng xã hội của Mỹ, đang tìm cách ngăn chặn những luồng thông tin được cho là có khả năng tác động tới nền chính trị của Mỹ và Anh thông qua những bài viết về các chủ đề như nhập cư và chủng tộc trên các trang mạng, diễn đàn và tài khoản mạng xã hội. Đây là thông tin vừa mới được Facebook thông báo. Bộ phận an ninh mạng của Facebook cho biết công ty đã gỡ bỏ 82 trang, diễn đàn và tài khoản trên Facebook và Instagram có đăng tải các bài viết về những chủ đề có yếu tố nhạy cảm chính trị như phân biệt chủng tộc, chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính sách nhập cư. Những trang viết, diễn đàn và tài khoản này có hơn 1 triệu người tại Mỹ và Anh theo dõi và được xác định có nguồn gốc từ Iran, nhưng đều được che giấu dưới danh tính các công dân Mỹ và Anh. Tuy nhiên, Facebook khẳng định không rõ các trang mạng, diễn đàn và tài khoản nói trên có liên quan đến chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo này hay không. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ chỉ còn 10 ngày nữa sẽ diễn ra, các công ty truyền thông của Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn nạn tin giả trên các trang mạng xã hội và Internet nói chung. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay: mối lo và những hệ lụy từ xe chở cát quá tải. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2018 đến nay, tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép, nhất là xe chở cát, vật liệu xây dựng, lại diễn biến hết sức phức tạp. Bằng nhiều hình thức, mỗi ngày đã có hàng chục lượt xe chở cát cơi nới thành thùng xe, chở quá tải, ngang nhiên vào cung cấp cho các địa điểm vật liệu trên địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thực tế, trong những ngày qua, ước tính có cả 100 lượt phương tiện chở cát từ tỉnh Ninh Thuận qua đèo Sông Pha vào địa bàn thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận trên địa bàn tỉnh, gây nhiều hệ lụy cho hạ tầng giao thông, đường bộ. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Khoảng vài tháng trở lại đây, nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên đường thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương bức xúc vì các phương tiện xe quá tải hoạt động liên tục. Mặc dù là khu vực đông dân cư, nhưng nhiều tài xế vẫn phóng nhanh gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương này.
Đây là thực tế mà người dân phản ánh từ việc các xe chở cát từ hướng Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận qua huyện Đơn Dương lên cung cấp cho thành phố Đà Lạt. Nhất là những cái xe mà chở cát bằng đêm hoặc là khuya quá tải chạy qua chỗ cái cống ở chỗ này nè. Là đục mà khi mà nó chạy ở đằng xa cách đây chỗ đầu cầu cách đây gần 100 mét là mình đã nghe là rầm rầm rồi. Chạy ghê lắm, chạy tốc độ cao, chạy giờ đó là khủng khiếp. Coi như cách đây đúng mấy cái số là có ngay cái đồn công an cho đó mà, công an giao thông. Nhưng mà vợ vẫn bình thường, có những thành vấn đề vậy. Thì nó chạy nhanh lắm, nè không kịp nữa đâu. Cút ở dưới chỗ thuốc kia, nó chạy mà sợ lắm. Rồi nghe nó cái là chạy vô trong, nghe cái là chạy vô trong. Chạy âm vậy á. Không chỉ một hai xe mà còn rất rất nhiều xe chở cát chất cao hơn thành thùng xe, không phủ bạt, vẫn vô tư lưu thông trên các tuyến đường mà không bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý. Trong số này có không ít xe tải trọng lớn loại 3 giò, 4 giò mang biển số 49 của Lâm Đồng. Sau khi đắp đầy thùng, xe chở cát từ Ninh Thuận lên đèo Sông Pha đi qua thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương, men theo quốc lộ 20, đoạn qua các xã Trạm Hành, Xuân Trường, Xuân Thọ, phường 11, thành phố Đà Lạt, và tập kết cát cho các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn. Vậy đây là lý do khiến cho, trong những tháng gần đây, tình trạng xe tải trọng lớn chở cát quá tải diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Mấy xe này là cơ nới hết. Làm cái thùng cao lên khoảng chừng 30 phân, 40 phân. Bình thường là cái xe mình là chở là bằng thùng là nó có 13 khối máy thôi, nhưng mà mình cơi nới lên mình chắc dung cao lên nó là nó thành ra là 26 khối, nó gần gấp đôi. Vô đăng kiểm là nó tháo ra hết chứ, nên lúc mà nó chạy nó làm cái bẩn, có cái bản lề là nó sụp vô trong hết. Khi bắt đầu mình xuống mình múc cát thì mình dựng cái bẩn lên phải cái kiếm một chuyến đi là 1,5 triệu, mà nếu mà mua hóa đơn thì còn kiếm có được có 200-300. Để tìm hiểu thêm vì sao lượng cát xây dựng được vận chuyển liên tục và số lượng lớn từ tỉnh Ninh Thuận lên Lâm Đồng, chúng tôi được ông M, chủ một mỏ cát ở Ninh Thuận cho biết, cát bán không có hóa đơn, chỉ 120.000 đồng một mét khối. Còn có hóa đơn giá trị gia tăng ở Ninh Thuận khoảng từ 170 đến 180.000 đồng một mét khối. Theo quy định của Bộ Tài chính, đơn giá để tính thuế tài nguyên 15% đối với 1 mét khối cát là 245.000 đồng. Như vậy, ngoài 36.750.000 đồng thuế tài nguyên, khi xuất bán 1 mét khối cát, đơn vị khai thác còn phải đóng 6.000 đồng phí môi trường, 10.000 đồng phí cấp quyền khai thác và 10% thuế giá trị gia tăng. Trong khi đó, theo tính toán của các đơn vị khai thác cát tại Lâm Đồng, giá cát xuất bán có hóa đơn chứng từ dao động từ 250 đến 300.000 đồng mới đủ chi phí và có lãi. Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao có hóa đơn nhưng giá cát ở Ninh Thuận lại được xuất bán với giá thấp như vậy? Công ty hai công ty mua bán với nhau, gửi hàng xuất hóa đơn cả tiền nhất tinh tỷ là bình thường trên các tài khoản này nhé. Từ hôm sau là chỗ sổ và bên A xuất hóa đơn là bên B chuyển tiền, nhất khi người ta muốn xuất 500 hộ được, 200-300 hộ được, xuất 700 được, coi như vậy. Nhưng phải có chất tỷ này, nhưng mà ở Đà Lạt cái con này giờ nó gì không? Với nhiều chiêu thức kinh doanh như vậy, có thể hiểu vì sao các anh Ninh Thuận dễ dàng thâm nhập và tuồn vào thị trường tỉnh Lâm Đồng với số lượng lớn. Điều này không chỉ làm cho hạ tầng giao thông ở các cung đường mà các xe cát quá tải trọng chạy qua xuống cấp, mà còn thất thu nguồn thuế khá lớn cho ngân sách nhà nước, tư lợi cho các cá nhân và ảnh hưởng chung đến các đơn vị khai thác cát chân chính tỉnh Lâm Đồng. Vấn đề này cần được các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận phối hợp xử lý và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.